Vâng, xin chào các bác đến với kênh chuyên xe đạp. Và hôm nay giới thiệu các bác một mẫu xe dòng road đua của Gian OCR 2008. Tông màu rất là sáng, màu trắng xanh, được rất nhiều các bác ưa thích. Dòng đua bác nhé, OCR Model 2008. Còn khá là đẹp. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết trước xe. Vâng, tông màu chủ đạo của xe là màu trắng bác nhé. Điểm nhấn là những cái đường chỉ xanh trên khung xe rất là nổi bật. Đây em đi tổng thể xe khung hình cho các bác xem đây. Những các bác xe nào mà mới đi xe ấy, thì những cái dòng xe đua OCR 2008 là một mẫu xe rất là đáng để mua. Vâng, em đi từng chi tiết của xe đó xem đây. OCR mẫu 2008 của chính hãng Gian. Những đường chỉ đỏ với xanh này là những điểm nhấn cho xe bác nhé. Xe làm từ hộp kim nhôm alu XX. Vâng, vẫn là nhôm xương nhẹ của dòng Gian, đặc trưng của dòng Gian rồi. Xe có size M, và lần này kích thước size M dòng Gian OCR này dành cho những các bác cao, rất là cao, từ 1m65 đổ lên, tức là 1m65 cho đến trên 1m7 là đi vừa bác nhé. Size M, lâu lâu em mới về được một chiếc xe mà size M rất là bác cao trên 1m65. Và bên trên là thông số QR code của chính hãng Gian đấy các bác này, thấy rõ đấy. Những dòng OCR này thì rất nhiều bác quan tâm. Thường thì những cái bằng dòng xe làm dành cho những người mới đi. Tổng thể xe đánh giá khoảng tầm 90%. Có một vài vết xước nhỏ ở trên khung xe, nhưng mà trên khung hình thì không đáng kể. Phóng viên của Gian, phóng viên Gian, phóng viên mà ghi đông của Gian chính hãng này, các bác nhìn rõ đấy. Xe được trang bị với tay lắc Shimano Claris, tay lắc. Xe được sử dụng phanh ba mảnh càng ngô. Đây xe em mới về nên mà những cái vết mà bụi bẩn bẩn này thì em chưa có thể thời gian lau chùi qua đâu. Các bác về có thể đánh xi căn na hoặc là lau chùi qua là hết những vết bẩn, vết dầu mỡ nhé. Xe được trang bị với cọc bánh Gian chính hãng. Đây may ơi của chính hãng Gian, các bác nhìn rõ đây. Mayer vành của chính hãng Gian, vành hai lớp, vành nhôm hai lớp. Kích thước lốp là 700x25C. Đây lốp xe này, lốp nhỏ, dòng đua bây giờ lốp cũng xe là lốp nhỏ. Lốp còn khá là mới. Đây vẫn còn những cái gai lốp nhỏ này, các bác nhìn rõ đấy. OCR Gian OCR Model 2008. Đây sẽ được chủ được trang bị với củ đề Shimano Claris, với cái nguyên bản con xe là bộ chống va đập của đề. Và những dòng đua thông thường là OCR này dành cho các bác mới đi xe nhé, thích hợp cho các bác mới đi.
chưa được trang bị với 8 tầng bíp, 2 đĩa, có bộ chuyển động của xe 16 tốc độ. Cái màu trắng xanh này là rất nhiều các bác yêu thích. Mà xe em về cái màu tông màu này là rất là dễ đi, rất là trang nhã. Mayer sau của xe cũng là nguyên bản chính hãng gian, vành gian. Đây lốp chính hãng gian, nó nhìn lốp đây, lốp theo xe cũng là chính hãng của gian đây. Cọc yên của gian. Và đây là yên xe về thì có một cái lớp mút bảo vệ yên xe, chống cho bác đi mưa gió thoải mái, không sợ bị ướt. Thì vâng, bây giờ em xin nhắc chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ em xin nhắc hoạt động chi tiết của xe. Lên lip này, chuyển động rất êm mà rất là nhẹ nhàng. Hầu như cái dòng OCR đua này là hoạt động của xe rất là tốt đấy các nhá. Chú ý đĩa này, rất bon và nhẹ nhàng. Lên đĩa đây, lên đĩa. Rồi. Vâng, hoạt động của xe rất là hoàn hảo. Những mẫu xe OCR này không còn gì xa lạ nữa các bác đi dòng đua nữa rồi. Model OCR 2008, gian chính hãng, màu trắng xanh. Vâng, em vừa đánh giá xong chi tiết hoạt động và mẫu xe gian OCR dòng đua 2800, màu trắng xanh. Xe còn độ mới tầm 90%, xe còn rất là đẹp. Vâng, các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc là lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Vâng, các bác vào trưa ngày mai